nằm tại một vùng quê yên bình thuộc xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Chùa Hoàng Phúc nổi bật với cảnh quan u nhã, thanh tịnh. Khởi nguồn là Am Chi Kiến, chùa Kính Thiên, dân gian thường gọi là chùa Trạm hay chùa Quan. Đây là một trong những đại danh lam thuộc loại cổ nhất trên đất Quảng Bình, với chiều dài lịch sử trên 700 năm. Từ sự kiện ghi dấu bước nhận hành hòa của Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong chuyến vân du phương Nam năm 1301, đến Am Chi Kiến để ở và thuyết pháp truyền giảng giáo lý Phật giáo. Đặc biệt, vào năm 1716, Chúa Nguyễn Phúc Chu ra thăm chùa cho tu sửa lại, ngự để hai bức hoành biểu Kính Thiên Tự, Vô Song Phúc Địa, tức là đất phúc khôn sánh, và ngự chế năm câu đối treo ở chùa. Đến năm 1821, vua Minh Mạng ghé lại chùa và đổi tên thành Hoằng Phúc cho tới ngày nay. Chùa Hoằng Phúc là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung, có lịch sử hơn 715 năm. Tại vì tính từ năm 1301 là ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông khi đi về phía Nam gặp vua Chế Mưng, thọ thuần hai châu Âu, châu Lý, thì lúc đó đã có lịch sử ngôi chùa. Lúc đó là một cái am nhỏ tên gọi là Am Tri Kiến. Đến sau đời này các đời chủ nguyện như nguyện chủ nguyện Hoàng năm 1609 ngài đã ghé thăm ở đây, rồi đến chùa Nguyễn Phúc Chu năm 1716, đến vua Minh Mạng năm 1821, vua Thiệu Trị năm 1842. Như vậy thì ngôi chùa đây đã có một lịch sử rất là dài, từ ngài Trần Nhân Tông cho đến các vị vua chúa đời nguyện và các vị vua chúa đến ghé thăm ngôi chùa, chứng tỏ nó là một cái ngôi chùa lớn, gọi là quốc tự. Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, chùa Hoằng Phúc đã khẳng định vị trí trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Quảng Bình nói chung và người dân Lệ Thủy nói riêng. Điều đó được minh chứng qua các sự kiện và sự kế tục không gián đoạn từ khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông mang tư tưởng Phật giáo về giáo hóa tại chùa. Trải qua chiến tranh loạn lạc, chùa Hoằng Phúc vẫn tồn tại và phát triển với nhiều lần trùng tu và phục dựng cho đến khi có hình dạng như ngày nay. Vào năm 2016, nhân dịp khánh thành, chùa được trao bằng Di tích Quốc gia Việt Nam. Ngôi chùa được quy hoạch với toàn bộ khuôn viên theo đúng không gian, bố cục của kiến trúc chùa Việt truyền thống. Đó là gồm tam quan ngoại, tam quan nội, tháp Phật, tam bảo chùa, tả hữu hành lang, nhà thờ tổ, am hóa vàng và các công trình phụ trợ khác. Ngôi chùa này nằm ở cái biên giới giữa đằng trong và đằng ngoài ở sông Danh, cho nên nó có một cái yếu tố về chính trị cũng như là về tâm linh. Các vua chúa thời xưa họ đã quan tâm đến ngôi chùa này, cho nên khi các nhà lịch sử cũng như là các nhà khảo cổ hoặc là các nhà văn hóa họ đã xác định được cái
tỉnh văn hóa lịch sử trên đây nên được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hiện nay, người thăm chùa vẫn còn thấy một dịch môn hình vòm, trên có đắp bốn chữ Tả Quảng Độ Môn, bị rễ và thân cây cổ thụ bao khắp. Qua khảo sát cho thấy, đây là một dạng cổng có quy mô, ngay cả kinh đô Huế trong giai đoạn ấy, dường như cũng không có được mấy ngôi chùa có kiểu tổ hợp cổng như thế. Dấu xưa vẫn còn hiện hữu nơi đây. Hiện tại, chùa Hoằng Phúc vẫn lưu giữ được những hiện vật cổ xưa qua các thời đại như bộ tượng Ngọc Hoàng thế kỷ 19, tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, chuông đồng nặng 80kg, cao 1m1, đường kính 0,5m, được đúc từ thời vua Minh Mạng, địa tạng vương Bồ Tát, tượng Hộ Pháp, tượng Giám Trai Sứ Giả bằng gỗ sơn son thếp vàng thế kỷ 19, tòa Cửu Long bằng đồng cao 62,5cm cũng là một trong những báu vật quý hiếm của chùa. Năm 2016, chùa Hoằng Phúc được Giáo hội Phật giáo Myanmar trao tặng một viên xá lợi xương của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, được rước từ chùa Swedagon, ngôi chùa lớn và thiêng liêng nhất Myanmar. Là một người con của Quảng Bình, tôi không khỏi tự hào về những di lam thắng cảnh và di tích lịch sử tại quê hương, đặc biệt là chùa Hoằng Phúc. Đây là ngôi chùa có niên đại lịch sử lâu đời tại tỉnh Quảng Bình và cũng là nơi tôi hay chọn tìm về để thư thái về tâm hồn và tái tạo lại năng lượng sau những chuỗi ngày làm việc căng thẳng. Vào tháng Giêng âm lịch hàng năm, lễ hội chùa Hoằng Phúc lại được tổ chức với quy mô lớn, thu hút rất nhiều du khách và người dân cùng tham gia. Đây được xem là hoạt động nhằm gìn giữ các giá trị văn hóa, tinh thần của người dân địa phương, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như tình đoàn kết, lòng yêu nước, sự chia sẻ. Thực sự ngôi chùa này rất là đẹp, nó cũng rất là cổ kính. Thì trước đây thì cái chùa này thì nó cũng chỉ là một cái ngôi chùa rất là nhỏ thôi. Sau đó thì chính quyền địa phương và các cái nhà hảo tâm thì nó đã cùng nhau xây dựng lên một cái ngôi chùa hoành tráng và to như thế này. Dân địa phương và khách thập phương thì cũng cảm thấy rất là vui mừng và rất là cảm kích. Trải qua hàng trăm năm với bao thăng trầm của lịch sử, chùa Hoằng Phúc đã trở thành một điểm đến lý tưởng để du khách gần xa đến cầu an, cầu phúc cho người thân, bạn bè. Ngôi chùa cũng là một không gian để mọi người tìm về những yếu tố văn hóa tâm linh, những giá trị truyền thống đắt giá của địa phương, dân tộc.